Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng như đề án của Thành ủy Đà Nẵng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Qua đó bước đầu nhiều kết quả tích cực được ghi nhận. Đây là hội nghị chuyên đề về tạo nguồn phát triển đảng viên mới giai đoạn 2023-2025 vừa được chi bộ trường Trung học cơ sở Nguyễn Thái Bình tổ chức. Tại diễn đàn này, đảng viên trong chi bộ đã hiến kế nhiều giải pháp mới để đạt mục tiêu phát triển hai đảng viên mới trong năm 2023 và cả giai đoạn 2023-2025 là từ 5 đảng viên trở lên. Tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho những cái quần chúng ưu tú để chúng ta tạo nguồn giới thiệu cho chi bộ để phát triển đảng. Cái nhiệm vụ thứ hai là chúng tôi cũng giao nhiệm vụ cho chi ủy, từng đồng chí trong chi ủy, từng đồng chí đảng viên và các cái tổ đoàn thể, chúng ta cũng tăng cường cái công tác mà giáo dục tạo nguồn giới thiệu cho chi bộ những cái quần chúng ưu tú để phát triển đảng. Đến nay, Đảng bộ phường Hòa Hiệp Bắc có tổng cộng 24 chi bộ trực thuộc với 457 đảng viên. Tạo nguồn phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ quan trọng được địa phương quán triệt và triển khai xuyên suốt từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Qua đó đã có 73 quần chúng ưu tú tham gia bồi dưỡng và hiện đã có 20 trường hợp được kết nạp đảng, đạt 80% theo chỉ tiêu cả nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ phường đã đề ra. Đối với Đảng bộ cũng quan tâm tạo cái nguồn để phát triển cái đảng viên từ cơ sở, là có đồng chí là tổ trưởng, có đồng chí tổ phó, có đồng chí mặt trận các cái đoàn thể ở khu dân cư, đặc biệt là phát triển những cái tổ nguồn, những cái quần chúng mà sau này kế cận cái tổ trưởng, tổ phó và mặt trận các đoàn thể ở khu dân cư trong cái thời gian đấy, để đảm bảo trong cái công tác lãnh đạo cái hệ thống chính trị từ trên xuống. Phường Hòa Hiệp Bắc hiện có 17 chi bộ khu dân cư, cũng như nhiều địa phương khác, việc tạo nguồn phát triển đảng ở loại hình này cũng gặp những khó khăn nhất định. Dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư tại phường Hòa Hiệp Bắc mới đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị địa phương cần quan tâm vấn đề này. Chúng ta thì cũng mong muốn là phát triển đảng viên. Chúng ta, đảng ta ngày càng mạnh về chất lượng và càng tăng về số lượng. Nhưng mà chúng ta cũng lưu ý là cũng thực hiện là thà ít mà tinh, thà ít mà tốt, chứ không chạy theo số lượng mà bỏ qua chất lượng. Thì lưu ý là đến năm 2025 là phải 90% là tổ trưởng dân phố phải là đảng viên. Và đến năm 2030 thì 100% đồng chí tổ trưởng dân phố là đảng viên. Theo nghị quyết về tăng cường phát triển đảng viên trên địa bàn, thì Đảng bộ phường Hòa Hiệp Bắc đặt ra mục tiêu cho giai đoạn 2023-2025 là mỗi năm phát triển đảng viên mới đạt từ 3-4% trên tổng số đảng viên từ đầu năm. Trong đó, chi bộ khu dân cư ra soát nguồn và phấn đấu hàng năm kết nạp ít nhất một đảng viên.